Rồi, chúng ta sẽ làm câu 3.1, câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Đắk Lắk 2023-2024, đề như sau. Cho agam hỗn hợp gồm có hai muối này vào nước thì thu được dung dịch X. Cho từ từ HCl vào dung dịch X thì thu được thể tích khí CO2. Cho y tế dùng với bê hóa là dư thu được cái tủa, điều cầu chúng ta là tính giá trị của A. Câu nhìn quen không em ơi? Rất quen đúng không? Rồi, để làm được câu hỏi này thì em sẽ gọi cho thầy số mol Na2CO3 là ít mol. NaHCO3 y mol. HCl 0,25 mol. Tính cho thầy mol CO2 luôn. Mol CO2 là 0,1 mol. Tủa chúng ta tạo thành ở đây là BaCO3, tính cho thầy đem ơi. Lấy 49,25 chia cho 197 bằng 0,25 0,25. Rồi. Như vậy chúng ta đã có tất cả rồi. Như vậy muốn tính A thì cần giải mã đi, đúng không? Như vậy A bây giờ sẽ bằng khối lượng Na2CO3 cộng khối lượng NaHCO3 là bằng 106x cộng cho 84y. Và đây là cái đích đến của chúng ta. Rồi khi chúng ta cho từ từ axit vào muối thì thứ tự sẽ ra như sau. Thế thì sẽ ra này. Đầu tiên là HCl sẽ đi tác dụng với muối trung hòa để tạo thành NaCl cộng cho NaHCO3. Số mol HCl có rồi, 0,25. Cái số mol này chưa biết có. Nhưng mà ở đây để sinh khí CO2 thì điều này chứng tỏ HCl chúng ta phải hết. Như vậy số mol này là ít mol. Thì chuyển qua đây nó là ít, chuyển qua đây ít ít, được chưa? Được chưa em ơi? Rồi sau vượng này thì sau vượng một này thì HCl dư đúng không em? HCl dư ban đầu là 0,25 trừ đi ít mol, tiếp tục là NaHCO3 tạo thành. Đây số mol là ít cộng cho y mol. Và cuối cùng là NaCl tạo thành bao nhiêu? Ít mol. Cái kiến gì vào này không em ơi? Giờ không thể. Như vậy sau vượng này thì sao? Sau vượng này thì chúng ta có biết là HCl đúng không? HCl sẽ đi tác dụng với NaHCO3. Bài này chỉ cần nắm sai thứ tự, sai đặc tự coi như là sai hết. NaCl cộng CO2 cộng H2O, đó là phương trình 2. Chúng ta để ý với thầy là sau phản ứng này thì dung dịch Y chúng ta tác dụng với BaO hai lần dư, đúng không? Mà sinh cái tủa đều chứng tỏ là NaHCO3 dư, còn HCl dư thì vô lý. Như vậy chúng ta xử lý như sau. Chúng ta giả sử HCl phản hết 0,25x, 25 trừ x, chứ ở đây là 0,25 trừ x, 0,25 trừ x, được chưa? Như vậy sau phản ứng này thì chúng ta thu được mol CO2 là bằng 0,25 trừ x, và thế đề cho đây là bằng 0,01 đúng không em? Thế đây em suy ra được x bằng 0,15. Chúng ta cần giải mã ở đây thôi, muốn tìm A tìm ở đây, mà muốn tìm ở đây thì chúng ta đã tìm được x rồi. Muốn tìm y chúng ta dựa vào đoạn sau.
Như vậy khi đó chúng ta thu được dung dịch y gồm gì? Đây là dung dịch x em nha. Dung dịch y gồm gì em ơi? Thứ nhất là HCl hết rồi, đúng không ạ? NaHCO3 có dư. Ban đầu là y trừ đi 0,25 trừ x trừ trừ thành cộng, như vậy nó sẽ bằng x cộng y trừ 0,25. Các ý kiến gì không em ơi? Thế thì nếu mà NaHCO3 dư phải là x cộng y trừ cho Ờ một quên, phẩy hai lăm trừ x. thầy 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 nhầm cái vị trí của thằng nào ta? Xin lỗi em nha. Ok, không phải 25 trừ x là đúng rồi đúng không em? Mà nó ban đầu đây thầy bị nhầm vị trí của HCl, nhưng nhầm mất là x cộng y đúng chưa? Thì bằng bao nhiêu vậy? Bây giờ là x trừ x là hết, như vậy còn y cộng 0,25, ai kiến như không? Như sai nữa. Ủa thầy, nó dư là nó phải trừ cho thầy. Biết mà. Thì chỗ này là dấu trừ luôn là xong. Như vậy nó sẽ là 2x cộng y trừ, đúng cho em. Cái kiến gì không ạ? Ừ, dạ không ạ. HCl, HCl, epsilon HCl. HCl trên này là x này, dưới này là đây. Như vậy nó còn lại là 0,25. Trên cái lượng này sinh ra sẽ đi tới dùng với BaOH 2 lần dư để tạo tổ A. Cái đó có phương trình. Thằng này dư em nha, BaOH lần dư cẩn thận. Ở đây nó tạo thành BaC3 tổ A cộng cho Na2C3 cộng H2O. Thầy ghi đúng hay sai? Hai giờ sai à? À, vì sao sai? Giờ là Na2SO3 còn có tác dụng với BaOH2 mà. Để tạo thành BaC3 tổ và nào Đúng hát. rồi, H4H. Và chúng ta sai bắt đầu từ đây nha. Nào hát. Rồi, chúng ta ba đầy đủ. Đề thi của tỉnh thầy vừa rồi luôn đó Trung ạ. Bây giờ vâng. Ok, đủ luôn em nha. Rồi. À, số mol của Na2C3 là 2x. Mà chúng ta có chúng ta thấy x cho thầy luôn đi em ơi. 2 nhân cho 0,15 là 0,3. Đúng không? 0,3 trừ 0,025. Ở trừ 0,25 là còn lại là 0,05 cộng y. Cái kiến gì không ạ? À? Thấy ít vô nha. Đó là 0,15. Như vậy đây là 0,05 cộng y. Chuyển qua bên kia. Cái đó mình cứ tính được số mol của BaCO3. 0,05 cộng y. Và trên lúc đầu thầy đã tính cho bạn là bằng 0,25. Từ đây bạn suy ra cho thầy y bằng Y bằng 0,25 0,2. trừ đi 0,05 và bằng 0,2. Hiểu không ạ? Kỳ không em ơi? Dạ hiểu. Cái đó chúng ta sẽ tính được cái giá trị của A. A bây giờ sẽ bằng, thế em ơi, 106 nhân cho x, x có rồi, 0,015. Cộng cho 84 nhân cho 0,2 và bạn tính cho thầy bao nhiêu? 100,1 thầy. Nhưng mà cái chỗ kia là 106 nhân với 0,15 thầy. Cái là thầy thấy rồi. Thầy phải bấm cho chắc.
Ủa, thầy tính là 32,7 mà em. Em có tính nhầm không? Các bạn tính bằng bao nhiêu ạ? À, Cũng em bằng tính 3 phẩy nhầm rồi 7. thầy. 32,7 đúng không? Đúng rồi. Vậy đây là đáp số cuối cùng. Đó thấy chưa? Cái đề thi của tỉnh mình nó nằm trong tài liệu của thầy mà. Và trước khi câu này thì những câu trước đó đã nằm trong chuyên đề của thầy rồi. Và không những mà nó nằm trong chuyên đề mà nó còn có câu tương tự này, em nhìn thấy không? Đây. Nó một có câu tương tự của đề trường Lê Quý Đôn Đà Nẵng này. Đó trùng luôn. Được chưa? Đấy không phải đơn giản đâu. Đề thi cứ lặp lại đây em, không phải đơn giản không phải nói vậy được đâu. Có ý gì về câu hỏi này hay không? Hay giờ Dạ không không. ạ. Rồi bây giờ thầy sẽ gửi cái file này lên cho nhóm cho chúng ta xem thử. Khi nào chúng ta nếu chép không kịp thì chúng ta tự chép nha. Rồi.